Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. à, Trong video ngày hôm nay, à, mục đích em làm cái video này Là nói về một cái vấn đề hiện nay à, rất nhiều anh em quan tâm Đó chính là pin à, chống cháy nổ à, BID Và cái dòng pin à, khối pin truyền thống Chính là pin à, sắt phốt phát Đấy Pin à, lipo 04 Đấy thì có rất nhiều cái uh, vấn đề được tranh luận khác nhau Đấy thì trong video này thì em sẽ giải thích cho các bác là cái pin này so với cả pin lưỡi lưỡi dao uh, pin nào uh, có độ an toàn uh, tốt hơn và nó có cái độ chống cháy nổ có như nhau hay không Đấy. thì trong video này em sẽ uh, lấy một cái uh, minh chứng bởi vì anh em chúng ta là chưa tiếp xúc nhiều với cái dòng này, bởi vì, vì cái dòng này là do Trung Quốc sản xuất, Việt Nam mình chưa sản xuất được. Đấy, nói phải có sách, mách của trứng thì chúng ta mới tin cậy được. À, cũng tâm sự với cả các bác là tôi có người bạn ở bên Trung Quốc, Đấy, họ cũng quen biết rất nhiều và người ta chuyên sâu về cái uh, biến tần năng lượng mặt trời cũng như là cái hệ lưu trữ. Đấy, trong khi đó thì tôi cũng đặt những cái câu hỏi về so sánh những cái dòng pin này với cả cái pin lưỡi dao, độ an toàn cũng như là chất lượng và nhiều thứ nữa. Đấy. Thì ở đây anh em chúng ta sẽ bắt đầu về cái vấn đề gọi là pin này so với cả pin lưỡi dao. Thì hai cái loại này nó có chống cháy nổ như nhau hay không? Đấy. Kể cả pin ở trên uh, pin lưỡi dao nhé Nó đều có cái gọi là cái lỗ thoát khí các bạn nhìn. Đấy. Cái khối pin này là cái khối pin của EVE. Nó phân biệt rất dễ là cái lỗ thoát khí này, nó có một cái màng xanh màu nước biển. Rất là dễ phân biệt ra cái dòng EVE. Đấy. Một cái xeo này đang có dung lượng là 314A 314 b, Điện áp 3,2V Pin này thì là quá chất rồi Đấy Thì bây giờ em sẽ uh, Cho các bác xem về cái câu chuyện mà uh, Em uh, nói đây nhé Đấy thì Đây là một cái video Các bác nhìn cái Một cái video của uh, Quảng cáo Là cái pin đây là cái video đầu tiên đây các bạn nhìn nhé đấy người ta lấy một cái đinh người ta chọc vào đây sau đó là gõ phát thế này là cái pin này nó cháy đấy là nó cháy như này ok chưa đấy còn một cái video nữa đây đây là cái video mà người ta mô tả về cái pin lưỡi kiếm đấy pin lưỡi kiếm nhé pin lưỡi dao đấy người ta lấy cái dao người ta chặt này đấy không vấn đề gì đúng không Đấy, đấy, là video thứ hai. thì câu hỏi đặt ra ở đây, thì khi uh, em trao đổi với cả uh, người bạn thì người ta cũng nói luôn, đây trên này là cái câu hỏi này. tôi, đây để xem lại để, đây các bạn nhìn nhá, tôi sẽ hỏi bạn tôi về vấn đề an toàn, sẽ trả lời bạn sau. tôi không thể trả lời bừa được, tôi hiểu rõ về pin khối nhưng không quen với pin lưỡi dao. Bạn tôi là kỹ thuật viên trong lĩnh vực này. Anh ấy hiểu rất rõ về kỹ thuật. Đấy, đấy là cái cô uh, trả lời nha. Sau này bác này bác trả lời này. Đây rồi này, người bạn tôi trả lời này. Trong video khối pin đầu tiên chính là pin lithium nickel. Này các bạn nhìn, pin lithium nickel coban, mangan. Đấy, có điện áp là bận. 75A, à có dung lượng là 75Ah Đấy, điện áp 3,7V của uh, Syngoda Đây, đúng cái cell cái pin này luôn Mà giá của nó rất rẻ Chỉ có 145 nhân dân tệ Đấy là bán lẻ, rất rẻ Thì cái pin này thì nó là cái pin mà uh, Pin động lực, đấy, hệ số an toàn thấp Không phải là pin lithium sắt phốt phát Đấy, pin này là pin lithium sắt phốt phát này nó cũng chống cháy nổ đấy kể cả các bác lấy đinh các bác đóng vào đây cũng chả bao giờ cháy đâu. không bốc cháy như vừa xong đấy là các bác hiểu như vậy nhé à, đây là pin sắt phốt phát đấy các bác có lấy đinh các bác đóng vào đây chả bao giờ là nó cháy như cái, cái video vừa rồi đấy còn cái uh, viên pin thứ hai là pin lưỡi dao của bid viên pin này rẻ nhưng nhiều viên pin là được sử dụng tái chế đã bổ sung lại điện giải giá thì càng rẻ hơn nhưng độ an toàn và tuổi thọ sử dụng không được bảo đảm. Đây là thông tin tham khảo cho bạn. Khi mua hàng vui lòng chú ý phân biệt để tránh bị lừa. Đấy, thì cái đây cái vấn đề đặt ra là đấy chúng ta sẽ chơi cái thương hiệu của nó là chính. Đấy chơi cái thương hiệu và chất lượng pin là chính còn cái về cái vấn đề mà à, quảng cáo cái pin lưỡi dao mà chống cháy nổ thì cái pin này sắt phốt phát này nó cũng tương tự nó cũng chống cháy nổ Đấy. bởi vì tất cả mọi thứ là nó đều có cái 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 lỗ thoát khí này khi có vấn đề gì phát là cái lỗ thoát khí này nó bung ra bung ra thì đồng thời là nó sẽ không có cái gì để anh em phải lo lắng đấy nó không nổ như cái video đầu tiên các bác xem không phải như vậy đấy và cái những cái này thì ở trên à, mạng người ta cũng thử nhiều rồi đóng đinh vào thoải mái không vấn đề gì hết đấy à, quan tâm ở đây chính là các bác mua được cái cell pin loại A đấy và cái thương hiệu của nó tốt cái thương hiệu là um, uy tín thì đảm bảo được về cái chất lượng cho anh em sử dụng. Đấy, ví dụ như bác này đang đặt cái khối 8 cell này, đấy, thì giá của cái cái cell pin A thì lúc nào nó cũng đắt hơn cái dòng pin B. Pin B thì nó là cái dạng pin tái chế hoặc là um, nó bị lỗi làm gì đấy, thì nó thải ra là thành pin B thì anh em sử dụng những cái dòng pin đó thì nó không đảm bảo. Với cái dòng cell A này thì bên em đang bán là 1 triệu 350 nghìn đồng một cell. Đấy, bao ship. Thì bác này bác đặt luôn cả cái mạch uh, uh Đây em đo thử cho các bác xem về cái nội trở của một cell nhé. Một cell. Đấy, để các bác biết được cái pin này nó chất lượng như nào. Còn cái đo thực tế của nhiều xe thì các bác liên hệ với em gửi video cho các bác xem em đo các xe nó đều tắp như nhau luôn Đấy, ở đây em thử cho các bác một xeo là các bác biết một xeo là các bác biết được cái nội trở cũng như là cái điện áp đây các bác nhìn đấy nội trở đấy 0.14 15 16 Đấy, xeo pin nó phải xịn thế này Điện áp 3, à, 31 v Đấy, trong video trước thì em cũng đã đo um, Lấy một thùng ra để đo cho các bác xem Nội trở cũng như điện áp của nó đều tắp luôn Đấy, thì bên em các bác nào mà theo dõi kênh thì bác biết rồi Bên em chỉ bán pin xeo A Không bán pin xeo B Kể cả pin BD lưỡi dao Bên em cũng bán loại A để đảm bảo cho các bác sử dụng uh, chất lượng. Đấy. Thì cái video này uh, mục đích là giải thích cho các bác hiểu thêm về cái phần uh, pin chống cháy nổ. Được quảng cáo rất là nhiều, nhưng mà trên thực tế thì cái pin khối này vẫn là cái pin truyền thống và giá của nó là còn cao hơn cả cái dòng lưỡi kiếm. Uh, một cái vỏ mà bao bọc cái viên pin này pin sắt phút phát này nó rất dài nhá rất dài còn cái thằng pin bd lưỡi dao thì nó rất là mỏng mỏng dính luôn các bác có thể dùng ngón tay các bác bóp vào được đấy các bác sử dụng cái pin lưu trữ của cái khối truyền thống này thì nó em có cái cảm giác nó vẫn cứ an toàn hơn so với những cái dòng cái uh, pin mà BD. Pin BD các bác mà nạp căng để điện áp nó căng phát thì rất dễ bị phồng. Đấy. Rất dễ bị phồng hoặc là xả. Các bác cũng không nên là xả cái dòng cao. Đấy. Thì tại sao những cái pin BD đấy nếu như các bác mà tuân thủ đúng theo cái cái dòng xả với dòng nạp của bên em Thì bên em sẽ bảo hành cho các bác rất là cao Đấy Sẽ bảo hành cho các bác rất là cao Đấy Một số bác mà không biết dùng thì Pin nào ngon thì cũng vứt hết Đấy Chính vì vậy mà các bác cũng nên Tham khảo nhiều những cái video Về cái Cài đặt sạc xả Sao cho nó bảo đảm Đấy Với những cái dòng ví dụ BD Các bác cứ Nạp hoặc xả không quá 60 uh, ví dụ như uh, 60A Đấy. thì nó rất là đảm bảo an toàn với cái dòng BD còn với những cái dòng pin như thế uh, chất lượng như thằng EVE này hoặc là cắt l thì các bác có thể để xả cao nó ok Đấy. nhưng mà riêng cái thằng BD thì em cũng khuyên các bác nên để cả cái dòng cái điện áp nạp thấp thôi vừa vừa phải thôi đừng để nó căng phòng nha đừng để bởi vì nó mỏng dính rất dễ là là phòng không an toàn bằng cái pin này luôn đấy chính vì vậy mà các bác sẽ phân biệt giúp một chút như vậy em giải thích nôm na thế để các bác hiểu đấy còn bác nào mà cần tư vấn gì về năng lượng mặt trời cần tư vấn gì về lưu trữ các bác mua lưu trữ đấy, thì các bác có thể liên hệ với em zalo đã để trên màn hình xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau